Hòa Ái kính chào quý khán thính giả với bản tin truyền hình buổi tối cuối năm ngày 31 tháng 12 năm 2014. Thưa quý vị, trước hết là tin chỉ mới vớt được thi thể của 7 người, gồm 6 hành khách và một tiếp viên của chuyến bay thuộc hãng hàng không AirAsia lâm nạn ở vùng biển Java hồi sáng sớm Chủ nhật tuần này. Cơ quan tìm kiếm và cứu hộ Indonesia cho hay máy sonar đã ghi nhận xác của chiếc phi cơ lâm nạn nằm dưới đáy biển. Có tin nói xác máy bay nằm lật ngửa. Cho đến chiều hôm nay, công tác tìm kiếm người mất tích đã phải hoãn lại vì lý do trời tối và thời tiết xấu gây cản trở cho những cố gắng mà các toán cứu hộ mong muốn thực hiện. Dự báo thời tiết trong 48 giờ sắp đến cũng không sáng sủa gì cho lắm. Ngày mai sẽ có mưa to sóng lớn cho mãi đến trưa thứ sáu mới giảm bớt. Báo cáo mới nhất của chính phủ Philippines cho hay có 53 người thiệt mạng vì cơn bão Yanmi vừa thổi qua một số tỉnh miền Nam của nước này ngày hôm qua. Cơn bão cũng giết chết 21 người ở mạng đông bắc của Malaysia. Các con số từ Manila và Kuala Lumpur cũng cho thấy hơn 300.000 người phải sơ tán tránh bão. Hiện bão Yanmi đã tiến vào Biển Đông, dự báo thời tiết cho thấy từ khuya nay, khu vực từ Bình Định đến Cà Mau sẽ có gió mạnh và biển động sóng to. Thưa quý vị, cảnh sát Miến Điện cho hay sẽ truy tố một số người tụ tập biểu tình trước cửa Đại sứ quán Trung Quốc ở Yangon về tội biểu tình không xin phép và có những hành vi trái với luật pháp. Một viên chức điều hành sở cảnh sát Yangon cho hãng thông tấn AFP biết điều này hồi sáng nay. Cuộc biểu tình diễn ra hôm thứ Hai, đòi Trung Quốc phải ngưng khai thác mỏ đồng Labrador và mở cuộc điều tra về chuyện 10 ngày trước đây, lực lượng cảnh sát được phái đến bảo vệ mỏ đã bắn chết một người dân địa phương. Tin tức đài chúng tôi ghi nhận được từ Yangon cho hay cảnh sát đã bắt giữ 7 người, 4 người bị tạm giữ ở nhà giam Insein, không có tin tức gì về 3 người còn lại. Mỏ đồng Labrador do một công ty Trung Quốc hợp tác với quân đội Miến Điện khai thác là nơi thường xuyên xảy ra những vụ xô xát giữa cảnh sát, bảo vệ và dân địa phương. Cư dân địa phương cho rằng họ bị mất đất mà không được bồi thường thỏa đáng, đồng thời phản đối công ty khai thác mỏ vi phạm các nguyên tắc bảo vệ môi trường. Còn vài giờ nữa là sang năm mới, chúng tôi xin nhắc sơ lược tin kinh tế cuối năm của Việt Nam. Tổng sản phẩm GDP Việt Nam cả năm 2014 tăng gần 6% so với năm ngoái, cao hơn dự đoán 5,7% của Bloomberg. Kim ngạch xuất khẩu ước tính đạt 150 tỷ đô la, tăng 13,6% so với năm ngoái, trong khi kim ngạch nhập khẩu lên đến 148 tỷ đô la, tăng 12,1% so với năm 2013. Gần 68.000 doanh nghiệp buộc phải giải thể hoặc đăng ký tạm ngừng hoạt động có thời hạn, nhưng gần 75.000 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, giảm 2,7% so với năm ngoái. Chỉ số giá tiêu dùng CPI bình quân năm 2014 chỉ tăng hơn 4%. Mức tăng như vậy là khá thấp trong 10 năm qua. Và cuối cùng thưa quý vị, mặc dù chế độ quân chủ đã chấm dứt ở Việt Nam từ nhiều thập niên, nhưng con vua rồi lại làm vua vẫn luôn luôn đúng. Điển hình là cậu con trai út mới 24 tuổi của ông Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng mới được giao phó một chức vụ quan trọng là chức Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn của tỉnh Bình Định. Tin này được báo điện tử Bình Định loan tải vào ngày hôm nay, cho hay Ban Chấp hành Trung ương Đảng cơ cấu đưa cậu út của ông Thủ tướng về Bình Định giữ vai trò này. Nghe nói cậu út của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đi du học bên Anh đã về nước sau khi tốt nghiệp thạc sĩ về hàng không. Ngoài ông bố đang điều hành chính phủ, anh cả của cậu út là ông Nguyễn Thanh Nghị đang giữ chức phó bí thư tỉnh ủy Kiên Giang, ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng. Đồn thổi trên các trang mạng xã hội cho rằng khóa tới, thế nào cậu cả Nguyễn Thanh Nghị cũng vào Trung ương, chỉ không biết khi nào thì cậu sẽ thay ông bố để điều khiển guồng máy lãnh đạo quốc gia. Quý vị vừa theo dõi bản tin truyền hình cuối năm 2014 của Đài Á Châu Tự Do. Hòa Ái xin cảm ơn và kính chúc quý vị một năm mới 2015 thịnh vượng, tươi vui, đầy hạnh phúc.